đây các bạn ơi, đây mình bật cam rồi các bạn ơi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn trước khi thoát thì hãy like, share, chia sẻ video cho mình nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bật thông báo nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.